Xóa công bằng phốn bà mục một ngày đi bộ bộ riêng nặng là cho chật nhóm xoài bà nhóm xoài đi trường bỏ dưỡng miền nhóm xoài bậc kia hay miền tay trà bà hay sắp nãy hạt bàn chất xoài bằng phốn mớ bà xoài này đã buôn phai nó bà hay dưỡng miền bậc kia hay bậc kia này cứ cọp thông thông tiếng nào bằng phốn bà hay ca nhóm xoài cứ dưỡng dân lý lại hái tật nhòm vào với cư dân thôi là thằng cài hay dùng lụa là môm chứ ngành đấy ta tam dùm bằng tùm đồ chặt bao dương là nó nâng mê đạp một tê kho mây dân đại một tê lau khá lạc ba nằm bay ban rô chiệt căn đài chứ ngành nhé dân miền bà kia phong miền là thầy cha phong ai tâm này phải hai dân ly chặt thật thầy đại dân ly nên là cao dân phụ thật sự ngành hai cái dân chặt chỗ là dân cầu vì mà nó đang dân đã xoay lâu đó đã buồn phai thông thống và hay mà chặt đại bình như nó mà dân mưa tụm nông mình đến đẹp bóng phun như thế chẳng thôi hầu ấy mình và bà thôi thế và miền xoài mau thầy cha thầy đánh điệt và bộ thầy sạch mà nhau về sạch chớ nữa này là ngày hay bữa kia có dân phơi dân cọp thông thông này và thầy cha bữa kia ly kia dân tư miền này thì thầy cha bao dân hay miền lại bao dân dân đã miền tâm sọt tâm cả hòm mà hồi miền chi vong mà hiện đại đã phân năng tê mà hồi bởi miền chi này thì thay một tiết có cần là lo đây mà dân nhóm xoay mà chàn thôn này cứ là thầy cha có đã đo mà nế chi vong mà dân có đã mà cục quan này mà hộp tư cứ là miền chiệt mình đền mà dân nghiệp bóng là nghề thương phớ ai tiêm tâm do đã tham tiết nghi thứ hay dương ly cường tam khỏi mình đi là tập bỏ viện nó dương phụ mà sáng ngày nhá dương chạ tập châu làm đồng và chạ tập cường với châu tới dương cho bò tới dương ngày nhằm bà này bà đi cho bà làm nhằm này mà từ nhằm từ mùi bay dương cái này hay từ mùi tập chạ chạ các bán này mà dân video này miền Bắc Đông một vùng dân ở con chân xong việc liền bạn.